Người đàn ông trước mắt quý vị khán giả đây, không nghi ngờ gì, chính là một trong những kẻ nhận nhiều sự thù hận bậc nhất lịch sử nhân loại. Quốc trưởng của Đệ Tam Đế Chế, Trùm Phát Xít Adolf Hitler. Vì những tội ác Trúc Nam Sơn không thể ghi hết, nước Đông Hải không thể rửa sạch, mà người Do Thái, Liên Xô, Ba Lan, Anh hay Pháp, không ai là không muốn ông ta phải chết. Thế nhưng, ít ai nhớ rằng, quốc gia đầu tiên phải nằm dưới gót giày của quân phát xít chính là nước Đức. Vì vậy, trên mảnh đất này cũng có không ít người, thậm chí là cả những quân nhân Wehrmacht đã thực hiện nhiều nỗ lực hòng đoạt mạng tên độc tài. Trong video ngày hôm nay, Kiến Thức Quân Sự xin giới thiệu đến quý vị khán giả một phi vụ như vậy. Một âm mưu ám sát mà chỉ thiếu chút nữa là đã thành công đẩy con ác quỷ Hitler xuống địa ngục và thay đổi hoàn toàn vận mệnh của nước Đức cũng như toàn thế giới. Thậm chí mức độ nổi tiếng của sự kiện này còn giúp nó được chuyển thể thành phim điện ảnh với sự tham gia diễn xuất của nam tài tử Tom Cruise. Vâng, giống như cái tên mà các bạn đang nhìn thấy ở tấm poster trên màn hình, chúng tôi không nói đến gì khác ngoài chiến dịch Valkyrie lừng danh, khi những quân nhân Đức hành động vì danh dự Tổ quốc. Ngay từ năm 1938, một năm trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, các nhóm âm mưu lật đổ Hitler đã âm thầm xuất hiện trong hàng ngũ quân đội và tổ chức tình báo quân sự của Đức Quốc xã. Những người lãnh đạo đầu tiên của họ là Hans Oster, Thượng tướng Ludwig Beck và Thống chế Erwin von Witteling. Trong đó, Oster là phó giám đốc văn phòng tình báo quân đội, Beck thì từng là tham mưu trưởng thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Lục quân, còn von Witteling là cựu tư lệnh tập đoàn quân số 1 và là cựu tổng tư lệnh lục quân Đức ở phía Tây. Họ nhanh chóng bắt liên lạc với những cái kháng chiến khác thuộc lĩnh vực dân sự như là cựu thị trưởng thành phố Leipzig Karl Gödeler và chuyên gia luật của quân báo Đức Quốc xã Helmut James von Moltke. Cùng nhau, họ đã xây dựng các kế hoạch ngăn chặn Hitler phát động một cuộc chiến tranh thế giới mới, nhưng tất cả bị trì hoãn do những bất đồng, sự thiếu quyết đoán của các tướng lĩnh và thất bại của phương Tây trong việc ngăn cản dã tâm của gã trùm phát xít. Thêm vào đó, cuộc xâm lược thành công vào đất Pháp năm 1940 đã giúp uy tín của Hitler lên cao như diều gặp gió, khiến nhóm kháng chiến phải hủy bỏ kế hoạch. Đến năm 1942, một nhóm âm mưu mới được thành lập và chỉ huy bởi đại tá Henning von Czesko, một sĩ quan thuộc bộ chỉ huy của cụm tập đoàn quân trung tâm đã tham gia tiến đánh Liên Xô trong chiến dịch Barbarossa. Ông này đã cố gắng chiêu mộ những người chống đối quốc trưởng một cách bí mật và có hệ thống vào hàng ngũ đơn vị nhằm biến nó trở thành trung tâm đầu não của tổ chức kháng chiến trong quân đội. Dù vậy, họ hầu như không thể tiến hành bất kỳ một hoạt động hiệu quả nào do không ai trong nhóm âm mưu là đủ thân cận để đến gần Hitler. Tuy nhiên, cũng trong năm đó, hai nhóm kháng chiren của thiếu tướng Oster và đại tá Czesko đã kết nối được với nhau. Đồng thời, họ thành công chiêu dụ một nhân vật quan trọng là tướng Friedrich Olbrich, chánh văn phòng của Bộ Tổng Tư lệnh Lục quân ở Berlin, đồng thời nắm trong tay quyền kiểm soát đối với hệ thống liên lạc độc lập tới các đơn vị quân dự bị trên khắp nước Đức. Nhờ sự tham gia của ông mà nhóm âm mưu ở cụm tập đoàn quân trung tâm mới có thể liên kết với lực lượng này và tạo thành một tổ chức có khả năng tiến hành đảo chính. Đầu năm 1943, thất bại thảm hại của quân đội Đệ Tam Đế Chế tại Stalingrad và Bắc Phi cùng với những cuộc tấn công dữ dội của phe đồng minh đã làm suy yếu đáng kể lòng trung thành của nhiều người Đức đối với Đảng Quốc xã. Nhận thấy đây là thời cơ chín muồi để lật đổ Hitler và chế độ phát xít với mồi lửa là cái chết của gã độc tài, Czesko và Olbrich đã quyết định thủ tiêu quốc trưởng khi ông ta tới trụ sở của cụm tập đoàn quân trung tâm tại Smolensk vào ngày 13 tháng 3 năm 1943. Thời điểm máy bay chuẩn bị rời đi, nhóm âm mưu đã khéo léo ngụy trang một quả bom dưới hình dạng hộp đựng rượu và nhờ một tay trung tá ngồi chung máy bay với Hitler chuyển nó đến một người bạn của Czesko ở Berlin. May mắn cho Hitler, quả bom đã không phát nổ. Khả năng cao là do ngòi nổ đã trở nên quá lạnh do bưu kiện được để trong hầm hàng vốn không trang bị hệ thống sưởi. Cùng lúc ấy, thiếu tướng Hans Oster và các đồng chí trong nhóm âm mưu của mình đã bị mật vụ Gestapo bắt giữ vì đã cố gắng giải cứu những người Do Thái. Tin tức này không mất nhiều thời gian để đến tai Czesko và Olbrich, khiến họ vô cùng lo sợ và phải nhanh chóng phái người đi thu hồi quả bom trước khi nó phát nổ hoặc bị tên chúng ta phát hiện. Sau đó, nhóm âm mưu ở cụm tập đoàn quân trung tâm còn thực hiện thêm một số nỗ lực nhằm tiến Hitler xuống địa ngục. Thế nhưng có lẽ do địa ngục
cũng có những tiêu chuẩn đạo đức riêng của nó, nên không chịu thu nhận thêm tên chủng phát xít. Kết quả là những phi vụ ấy, từ đánh bom liều chết đến ám sát bằng súng, đều bất thành vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Những thất bại liên tiếp này đã phần nào làm nhụt chí các thành viên phe kháng chiến, buộc Cherasco phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chỉ huy cấp cao và quyền lực hơn như các thống chế Erich von Manstein và Gerd von Rundstedt. Thế nhưng tất cả họ đều đáp lại ông bằng những cái lắc đầu. Dù vậy, không có vị tướng nào tố giác hành vi phản bội của nhóm âm mưu cho Gestapo hay Hitler. Nhờ đó mà nhóm âm mưu không bị bại lộ và có thể tiếp tục hoạt động. Đến giữa năm 1943, chiến sự đã thực sự đổi chiều theo hướng vô cùng bất lợi cho Đức Quốc xã, đặc biệt là sau khi thua trận đấu tăng vĩ đại nhất lịch sử tại Kursk. Điều này khiến những người kháng chiến trong quân đội và các đồng chí dân sự bỏ tin rằng để cứu lấy nước Đức thì Hitler cần phải chết càng sớm càng tốt. Chỉ khi ấy thì một tân chính phủ mới có thể được thành lập nhằm kịp thời đàm phán hòa bình, chấm dứt chiến tranh trước khi Liên Xô và các lực lượng đồng minh phương Tây kéo vào Berlin. Và đây là lúc nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong toàn bộ sự kiện này xuất hiện. Người đàn ông điển trai, hào hoa lịch lãm, ngọc thụ lâm phong trước mặt quý vị các bạn đây là Klaus von Stauffenberg. Ông sinh ngày 15 tháng 11 năm 1907 và là con trai thứ tư của một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc, nổi tiếng là lâu đời, mộ đạo công giáo và có văn hóa cao ở miền Nam nước Đức. Tưởng như việc sinh ra đã ngậm thìa vàng sẽ giúp cuộc đời của cậu bé Klaus sẽ trôi qua một cách bình yên không sóng gió. Thế nhưng trong suốt những năm tháng trưởng thành, ông đã chứng kiến biết bao biến động của thời cuộc. Năm 1919, nước Đức sau thất bại nhục nhã trong cuộc đại chiến thế giới thứ nhất phải cam chịu ký vào hòa ước Versailles. Trong khoảng 5 năm tiếp theo, đất nước này chìm trong khủng hoảng và suy kiệt hoàn toàn về kinh tế, chính trị và quân sự. Những điều này cùng với chủ nghĩa dân tộc và ý thức trách nhiệm với tổ quốc mà Stauffenberg được giáo dục từ nhỏ đã có ảnh hưởng mạnh mẽ và thôi thúc chàng thanh niên quyết tâm nhập ngũ, dù cho khi còn nhỏ được đánh giá là có thiên hướng về văn học và âm nhạc. Bởi lẽ, theo quan điểm của ông, quân nhân ở trong bất kỳ thời đại nào thì cũng là lực lượng mạnh mẽ, vững chắc và luôn có thể sẵn sàng phụng sự mỗi khi tổ quốc cần. Năm 1926, Stauffenberg theo truyền thống gia đình gia nhập trung đoàn kỵ binh số 17 đóng quân ở Bamberg. 10 năm sau, thiếu úy Stauffenberg thành công thi đỗ vào học viện chiến tranh danh giá ở thủ đô Berlin. Đây được xem như một dấu mốc ấn tượng trong binh nghiệp của vị sĩ quan trẻ tuổi, bởi từ đây sự nghiệp của ông thăng tiến nhanh như tốc độ hành binh của vua Quang Trung từ Phú Xuân ra Thăng Long để đại phá 29 vạn quân Thanh năm 1789. Năm 1937, Stauffenberg được thăng lên đại úy. Năm 1938, trung đoàn của ông trở thành một phần trong biên chế của sư đoàn khinh binh số 1, được chỉ huy bởi tướng Erich Hübner, một thành viên thuộc nhóm âm mưu của Hans Oster. Còn bản thân Stauffenberg được bổ nhiệm làm sĩ quan tham mưu sư đoàn. Cuối năm đó, các lực lượng bán quân sự khét tiếng của Đảng Quốc xã là SA và SS đã kích động và tiến hành một cuộc bạo động chống người Do Thái trên khắp lãnh thổ Đức và Áo. Sử sách gọi sự kiện này là Kristallnacht, tức đêm thủy tinh, nhằm ám chỉ đến lượng lớn các mảnh thủy tinh vỡ nằm rải rác trên đường phố sau khi cửa kính của các cửa hàng, tòa nhà và giáo đường của người Do Thái bị đập phá. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 1938, những kẻ bạo động đã phá hủy 267 giáo đường, hơn 7.000 cơ sở kinh doanh, bắt giữ khoảng 30.000 người và gây ra cái chết cho ít nhất 91 người Do Thái. Sự việc kinh hoàng này đã khiến Stauffenberg, dù là một người ủng hộ tư tưởng của Hitler về chủ nghĩa dân tộc, nhưng cũng không thể nào chấp nhận được hành động này của Đảng Quốc xã và do đó chưa bao giờ trở thành đảng viên. Trong mắt ông, các cuộc tấn công đê hèn nhắm vào những con người vô tội và không có khả năng tự vệ là một hành vi ô nhục, đồng thời xúc phạm mạnh mẽ đến ý thức đạo đức và công lý công giáo mà ông vẫn luôn tin tưởng. Năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ. Đơn vị của Stauffenberg nhận lệnh tham gia cuộc xâm lược Ba Lan. Trong khoảng thời gian này, ông được các nhóm âm mưu tiếp cận để thúc phục tham gia nhưng đã từ chối. Phần vì cho rằng một đại úy nhỏ bé như mình thì lực bất tòng tâm. Phần vì bị trói buộc bởi lời thề trung thành của một quân nhân đối với quốc trưởng. Ngày 10 tháng 5, sư đoàn khinh binh số 1 của Stauffenberg lúc này đã được tái cơ cấu thành sư đoàn thiết giáp số 6, tiếp tục tham chiến đánh Pháp. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, Stauffenberg trong nỗi thất vọng tột cùng đã bị rút khỏi chiến trường và thuyên chuyển lên bộ tổng tư lệnh lục quân. Năm 1941, cơ quan này nhận nhiệm vụ chỉ đạo cuộc xâm lược Liên Xô và các chiến dịch trên mặt trận phía Đông. Một năm sau, Stauffenberg liên tục nhận được những báo cáo về các vụ tàn sát có hệ thống được thực hiện bởi lực lượng SS đối với cộng đồng người Do Thái và Zigan. Theo một số đồng liêu tiết lộ, ông đã bị sốc và vô cùng phẫn nộ khi biết rằng
những tội ác đó được thực hiện nhân danh nước Đức. Đến năm 1943, thảm họa ở Stalingrad đã giáng đòn cuối cùng, đập nát hoàn toàn lòng trung thành của Stauffenberg dành cho Hitler. Tất cả những viễn cảnh mà ông ta đã vẽ ra về một đế chế Đức hùng cường đã tan thành hư vô, để lại một quốc gia kiệt quệ vì chiến tranh, và một lần nữa đứng bên bờ vực thẳm của thất bại. Danh dự của quân đội thì bị vấy bẩn bởi những mệnh lệnh tàn bạo đến mất nhân tính từ Đảng Quốc xã. Giờ đây, quốc trưởng đã trở thành kẻ thù không chỉ của thế giới, mà còn với chính nước Đức. Và Stauffenberg tin rằng, vì vận mệnh quốc gia, ông buộc phải trở thành một kẻ phản bội, còn tên độc tài cần phải chết. Cũng trong năm đó, vì những lời lẽ chống đối có phần gai góc của mình, nên Stauffenberg đã bị thuyên chuyển làm sĩ quan đảm nhiệm công tác tác chiến tại Sư đoàn Thiết giáp số 10, trực thuộc Quân đoàn Châu Phi dưới quyền của Thống chế Erwin Rommel. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1943, đơn vị của Stauffenberg bị không quân đồng minh phục kích. Ông bị thương rất nặng, mất toàn bộ bàn tay phải, ngón út và áp út của tay trái, cùng con mắt bên trái, nên được điều về công tác ở hậu phương. Tại đây, tướng Albrecht đã thấy được quyết tâm lật đổ Hitler của Stauffenberg, nên sắp xếp để ông về làm việc tại văn phòng của mình, đồng thời giới thiệu ông với Tresco, hiện tại mà hàm thiếu tướng. Từ đó, Stauffenberg chính thức tham gia và hoạt động tích cực trong nhóm âm mưu. Cùng nhau, họ phải chứng minh cho thế giới thấy, không phải người Đức nào cũng thèm khát giết chóc và hủy diệt, không phải người Đức nào cũng là hiện thần của ác quỷ, và không phải người Đức nào cũng giống Adolf Hitler. Để thực hiện được điều này, tướng Albrecht đã đề xuất một chiến lược mới nhằm tổ chức đảo chính. Đó là một phương án tác chiến của lực lượng quân dự bị Đức Quốc xã mang tên Chiến dịch Valkyrie. Ban đầu, kế hoạch này được chủ tính cho những trường hợp mà chính phủ mất quyền kiểm soát an ninh nội bộ của đất nước. Ví dụ như quân đồng minh đánh bom các cơ quan nhà nước, không một cuộc nổi dậy quy mô lớn của hàng triệu người từ các nước bị chiếm đóng, hiện đang lao động cưỡng bức trong các nhà máy. Khi đó, lực lượng quân dự bị trên khắp nước Đức sẽ được triển khai khẩn cấp để ổn định tình hình và bảo vệ chế độ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Albrecht nhận thấy có thể lợi dụng kế hoạch này hòng huy động quân dự bị tiến hành đảo chính. Vì vậy, ông đã bổ sung thêm một phần là Valkyrie 2, giúp các đơn vị quân dự bị nhanh chóng chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vào tháng 8 và tháng 9 năm 1943, Tresco và Stauffenberg đã mở rộng thêm đáng kể nội dung của Valkyrie bằng các mệnh lệnh mới với mục đích làm suy yếu các tổ chức trung thành nhất của Đảng Quốc xã. Cụ thể, trong tình huống Hitler bị ám sát bởi một nhóm các lãnh đạo đảng phản bội nhằm giành lấy quyền lực, lực lượng dự bị sẽ được huy động và kiểm soát các cơ quan chính phủ ở Berlin, căn cứ của Thống chế SS Himmler ở Đông Phổ và hệ thống truyền thông và các cơ sở tầng khác của Đức Quốc xã. Với bản kế hoạch sửa đổi này, nhóm âm mưu sẽ cung cấp thông tin giả nhằm đánh lừa quân dự bị rằng SS có âm mưu đảo chính và ám sát quốc trưởng, từ đó lợi dụng họ để loại bỏ chính phủ dân sự và các tổ chức bán quân sự của Đảng Quốc xã tại chính quốc Đức và những vùng bị chiếm đóng. Sau khi thành công thủ tiêu các thành phần phản loạn, quyền lực sẽ ngay lập tức được chuyển giao cho một chính phủ mới, có các chức danh trọng yếu sẽ được nắm bởi những thành viên chủ chốt của nhóm âm mưu. Đến đây, Valkyrie gặp phải hai vấn đề lớn. Thứ nhất, ngoài chính Hitler thì chỉ có đại tướng Friedrich Fromm với tư cách là tư lệnh quân dự bị mới có thể kích hoạt chiến dịch Valkyrie. Do đó, để cuộc đảo chính thành công, những kẻ âm mưu phải đổi lấy sự hợp tác của Fromm bằng cách hứa hẹn cho ông ta cái ghế tư lệnh tối cao quân đội Đức trong chế độ mới, vị trí chỉ dưới duy nhất thủ tướng và đứng trên vạn người. Thứ hai, đó là để kích hoạt Valkyrie thì điều kiện tiên quyết là Hitler phải chết. Vậy thì ai sẽ là người lãnh trách nhiệm cao cả tiễn tên trùm phát xít xuống địa ngục? Tiếc thay, người duy nhất có đủ khả năng tiếp cận Hitler ở khoảng cách đủ gần để hạ thủ là tướng Helmut Stieffer thì từ chối nhiệm vụ sau một lần ôm bom cảm tử bất thành. Cứ như thể chưa đủ khó khăn, tháng 10 năm 1943, Tresco bị điều ra mặt trận phía đông, nơi mà ông không còn có thể tham gia một cách tích cực vào cuộc đảo chính được nữa. Và mọi trọng trách lúc này được dồn lên đôi vai của Stauffenberg. Từ đó trở đi, ông trở thành nhân vật trung tâm và trọng yếu nhất của toàn bộ nhóm âm mưu. Sự quyết tâm, khả năng tổ chức và tư duy cấp tiến của ông đã đoàn kết những thành viên và thúc đẩy họ mau chóng hành động. Thế rồi đến tháng 6 năm 1944, Stauffenberg, bây giờ là đại tá, được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng quân dự bị. Một chức vụ giúp ông có thể trực tiếp tham gia các cuộc họp với quốc trưởng để báo cáo về tình hình của lực lượng dự bị. Theo kế hoạch ban đầu, Stauffenberg sẽ ở Ben-le-Bloc, khu văn phòng của các cơ quan đầu não của quân đội đầu não, cũng là căn cứ chính của nhóm âm mưu để chỉ đạo chiến dịch. Vậy mà giờ đây, trong số tất cả các thành viên thuộc nhóm âm mưu, ông lại là người ở vị trí tốt nhất để đóng vai sát thủ, một điều mà chắc chắn sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ thành công của cuộc đảo chính.
Thế nhưng nhiệm vụ vẫn phải được tiến hành bằng mọi giá, với hy vọng nếu như Chúa có thể hứa với Abraham rằng sẽ tha cho thành phố tội lỗi Sodom nếu trong đô thành có ít nhất 10 người công chính, thì Ngài cũng sẽ làm điều tương tự cho tổ quốc của họ. Tuy nhiên, một rắc rối mới đã phát sinh khi nhiều thành viên của nhóm âm mưu, bao gồm cả một số tướng lĩnh mới gia nhập mà tiêu biểu là cáo sa mạc Erwin Rommel, khăng khăng rằng để thủ tiêu chế độ phát xít thì cái đầu của Hitler là chưa đủ. Ngoài hắn ra, họ cần phải khử chỉ huy lực lượng SS Himmler và chỉ huy không quân Goering, cũng là người được chỉ định để kế nhiệm quốc trưởng. Vấn đề ở đây là ba tên đầu sỏ hiếm khi ở cùng một chỗ trong cùng một thời điểm. Ngày 11 tháng 7 năm 1944, Stauffenberg và Stiefel đến tham gia cuộc họp với Hitler tại căn cứ Berghofer nằm trên dãy Alper, đoàn chạy qua bang Bavaria. Họ mang theo hai khối thuốc nổ dẻo loại tốt của Anh, có tổng khối lượng gần 1 kg, đủ sức phá hủy một chiếc xe tăng, và có gắn một ngòi nổ chậm 10 phút, với ý tưởng là tạo đủ thời gian cho Stauffenberg thoát thân để trở về Berlin chỉ đạo cuộc đảo chính. Thế nhưng do Himmler và Goering đều không xuất hiện, nên nhiệm vụ được lệnh bị hoãn lại, dù Stauffenberg đã sẵn sàng kích hoạt quả bom. 4 ngày sau, cơ hội đến khi Stauffenberg được Hitler triệu tập đến tư lệnh khu Rastenburg nằm ở Đông Phổ, có biệt danh là Hàng Sói. Trong khi đó ở Berlin, tướng Albrecht đã ban hành mệnh lệnh yêu cầu quân dự bị ở tất cả các quân khu, kể cả thủ đô, vào vị trí sẵn sàng chiến đấu để sẵn sàng kích hoạt vào Kyrie. Tuy nhiên, một lần nữa, kế hoạch bị trì hoãn vì lý do y hệt lúc trước. Sau đó, Albrecht nhanh chí biện hộ rằng điều động quân dự bị lần này chỉ là để diễn tập báo động, nên cả nhóm vẫn chưa bị lộ. Qua hai lần để vượt mất những thời cơ còn quý hơn vàng, Stauffenberg đã vô cùng bức xúc vì sự do dự của các thành viên nhóm âm mưu. Sau khi đánh giá kỹ tình hình và nhận định thời gian không còn nhiều, nhóm đã trao cho ông toàn quyền hành động. Ngày 20 tháng 7, Stauffenberg thực hiện một nỗ lực ám sát khác khi tham gia hội họp ở Hàng Sói. Vào lúc 10 giờ 15 phút sáng, máy bay chở theo ông và phụ tá là thượng úy Von Heften đáp xuống Rastenburg. Hơn 45 phút sau, hai người đến văn phòng Wilhelm Keitel, tổng tư lệnh Wehrmacht và bộ trưởng bộ chiến tranh, để chuẩn bị bản báo cáo cho quốc trưởng. Tại đây, Stauffenberg được ông ta báo cho một tin xấu. Buổi họp sẽ không diễn ra ở một bon ke như thường lệ, mà thay vào đó do thời tiết nóng bức, thứ mà Hitler rất ghét, nên hắn quyết định chuyển địa điểm đến một ngôi nhà gỗ có gia cố bê tông, được gọi là phòng tình huống. Sở dĩ gọi đây là tin xấu, bởi nếu đặt bom ở bon ke, thì sóng xung kích từ vụ nổ trong một không gian kín, xây dựng hoàn toàn bằng bê tông cốt thép, cửa ra vào bằng thép và không có cửa sổ như vậy, chắc chắn sẽ lấy mạng tất cả những người bên trong ngay lập tức. Trái lại, một căn nhà thoáng đãng như phòng tình huống sẽ phân tán sức ép vụ nổ, làm giảm sát thương và gia tăng cơ hội sống sót cho mục tiêu. Sau đó, Keitel được thông báo rằng lịch họp bị đẩy sớm lên vào lúc 12 giờ rưỡi trưa do chùm phát xít Ý Mussolini chuẩn bị đến thăm vào buổi chiều, và tốt hơn hết là họ nên đến phòng họp càng sớm càng tốt. Stauffenberg lên nói rằng cần phải đi thay chiếc áo sơ mi bị bẩn và được dẫn đến một căn phòng trống. Tại đó, ông cùng phụ tá kích hoạt quả bom với tốc độ nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức, nhưng do thời gian cấp bách và Stauffenberg chỉ có 3 ngón tay, nên cuối cùng họ chỉ có thể chuẩn bị được một trong hai khối thuốc nổ. Trên đường đến phòng họp, Stauffenberg nhờ vị sĩ quan phục vụ bố trí cho ông đứng gần Hitler với lý do tai bị kém sau chấn thương ở châu Phi. Khi họ đến nơi, quốc trưởng đang nghe báo cáo của trung tướng Heusinger. Ông này là một người bạn của Tresco và là người duy nhất trong phòng biết về âm mưu ám sát. Bên cạnh đó, xung quanh còn có rất nhiều sĩ quan cấp cao khác, nhưng tuyệt nhiên không có mặt Himmler hay Goering. Bất chấp điều đó, Stauffenberg vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Ông đặt chiếc cặp da chứa bom xuống gầm bàn họp lớn chính giữa phòng, tại một vị trí ngay gần bên chân phải của Hitler một cách chót lọt, rồi lấy cớ phải gọi một cuộc điện thoại để ra ngoài. Vào lúc 12 giờ 42 phút, một tiếng nổ rền vang phá nát căn phòng. Mảnh kính và gỗ vương vãi khắp nơi. Viên thư ký bị giết chết ngay lập tức. Hơn 20 người bị thương và có 3 sĩ quan thiệt mạng sau đó. Hitler may mắn được che chắn bởi mặt bàn lớn gỗ sồi, cùng với việc có người đã chuyển chiếc cặp đựng bom sang bên kia chân bàn nên chỉ bị thương nhẹ. Trong khi đó, chứng kiến vụ nổ từ bên ngoài, Stauffenberg tin chắc tất cả mọi người bên trong đã chết. Lợi dụng sự hỗn loạn ở khắp khu căn cứ, ông cùng phụ tá nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Trên đường đi, họ đã kịp thời phi tang khối thuốc nổ còn lại bằng cách ném nó vào rừng. Đúng 1 giờ 15 phút chiều, chiếc máy bay của Stauffenberg cất cánh đưa họ rời Rastenburg an toàn. Ở Berlin, tướng Albrecht nhờ có nội gián ở Hàng Sói mà biết được rằng Hitler đã sống sót sau vụ nổ. Trong
Trong khi từ sân bay Stauffenberg báo tin Hitler đã chết, khiến nhóm âm mưu không biết phải tin ai. Cuối cùng, sau nhiều giờ đồng hồ quý giá bị trôi qua một cách lãng phí, vào hồi 4 giờ chiều ngày 20 tháng 7 năm 1944, tướng Albrecht giả mạo chữ ký và lấy danh nghĩa tướng Fromm để kích hoạt chiến dịch Valkyrie. Tuy nhiên, tướng Fromm đã gọi điện cho thống chế Keitel tại hang sói và được đảm bảo rằng quốc trưởng còn sống, cùng với đó là yêu cầu thông tin về vị trí của Stauffenberg. Chính điều này đã khiến Fromm biết rằng âm mưu đã bại lộ và đã bị truy dấu ngược lại đến ông ta. Cùng lúc này, một thành viên nhóm âm mưu là thống đốc quân sự của nước Pháp bị chiếm đóng, tướng Stupnager, đã thành công giải giáp và khống chế lực lượng SS. Tình hình ở Vienna và Praha cũng rất khả quan. Trở lại Đức, vào lúc 4 giờ 40 phút chiều, Stauffenberg đặt chân xuống Berlin và đến Bendelblock. Tại đây, ông cùng Albrecht bị Fromm ra lệnh bắt giữ nhằm phủi sạch liên đới về nhóm âm mưu, nhưng họ đã khống chế ngược lại ông ta và bổ nhiệm tướng Höppner lên thay thế. Trong khi đó, trên khắp cả nước, cuộc đảo chính đang diễn ra theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Stauffenberg. Thành công đã đến rất gần, chính quyền gần như đã nằm trong tay của những người kháng chiến. Và rồi vào lúc 19 giờ, khi quân dự bị đến bắt bộ trưởng Goebbels ở bộ tuyên truyền, vị chỉ huy là thiếu tá Remer đã nhận được một cuộc điện thoại từ chính Hitler, lệnh cho anh ta phải giành lại quyền kiểm soát tình hình ở Berlin và bắt sống những kẻ phản tặc. Không chút chậm trễ, quân dự bị tiến hành bao vây và phong tỏa Bendelblock. Vào khoảng thời gian này, kế hoạch giành quyền lực ở Paris đã bị hủy bỏ khi Stupnager đến gặp thống chế Kluger, người vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh mặt trận phía Tây và biết được rằng Hitler còn sống. Khi quân dự bị giành lại quyền kiểm soát thành phố và tin tức quốc trưởng vẫn còn sống được lan truyền, những thành viên kém quyết tâm trong nhóm âm mưu ở Berlin bắt đầu đổi phe. Tướng Fromm được giải thoát khỏi sự khống chế và một cuộc giao tranh bắt đầu nổ ra ở Bendelblock giữa các sĩ quan ủng hộ và phản đối cuộc đảo chính. Đến 23 giờ, với lực lượng quân dự bị áp đảo, Fromm và Remer đã bắt giữ những người kháng chiến và giành lại quyền kiểm soát tòa nhà. Sau đó, với hy vọng rằng những biểu hiện về lòng trung thành tuyệt đối sẽ giúp mình giữ được cái đầu trên cổ, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 21 tháng 7, Fromm đã ra lệnh tử hình Albrecht, Stauffenberg, phụ tá của ông, Heften và một sĩ quan khác. Trước khi ra đi, Stauffenberg đã hô vang: "Nước Đức thiêng liêng muôn năm." Và như vậy, cái chết của ông, nhân vật biểu tượng của phong trào kháng chiến Đức, đã đánh dấu cái kết thất bại cho toàn bộ chiến dịch Valkyrie. Trong những tuần tiếp theo, Gestapo đã tổ chức các cuộc vây bắt tất cả những ai có liên hệ, dù chỉ là nhỏ nhất, đến âm mưu đảo chính. Theo thống kê không chính thức, đã có đến 7.000 người bị bắt và gần 5.000 người bị xử tử. Nhiều phiên tòa được mở ra để xét xử những kẻ phản loạn, nhưng điều đáng ngạc nhiên là rất ít trong số họ cố gắng phủ nhận tội lỗi của mình. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người đã quyết định tự kết liễu đời mình như Tresco. Chỉ một ngày sau khi kế hoạch thất bại, ông đã tự sát bằng một quả lựu đạn ở vùng đất vắng người giữa phong tuyến của Liên Xô và Đức. Trước khi chết, ông nói: "Tôi hoàn toàn tin rằng chúng tôi đã làm điều đúng đắn. Hitler là kẻ thù không chỉ của nước Đức mà còn của thế giới. Trong vài giờ nữa, khi tôi đến trước mặt Chúa để giải trình về những gì tôi đã làm và chưa làm, tôi biết mình sẽ có thể được biện minh cho những gì tôi đã làm trong cuộc đấu tranh chống lại Hitler." Về phần Fromm, nỗ lực tỏ ra trung thành của ông ta đã không thành công. Việc hành quyết Stauffenberg và những người khác đã vạch trần tội trạng không tố giác âm mưu nổi loạn và cái kết dành cho kẻ hai mặt, đó là cái chết. Còn đối với Hitler, tuy thoát nạn nhưng cũng chỉ 9 tháng sau, thiên đạo đã đến. Tên trùm phát xít phải tự sát trong bong ke của hắn trong khi chứng kiến đế chế ác quỷ của mình tan vỡ thành từng mảnh vụn. Và để kết lại video ngày hôm nay về bản hùng ca của những người quân nhân chân chính, chấp nhận mang danh phản bội để cứu lấy tổ quốc, Kiến thức quân sự xin phép sử dụng những câu được khắc trên tấm bia tưởng niệm phong trào kháng chiến của Đức: "Các anh đã không phải chịu ô nhục, các anh đã phản kháng, hy sinh vì tự do, lẽ phải và danh dự.